Sau đây tôi xin hướng dẫn sử dụng lò nướng bánh công nghiệp Sinopharm. Thì ở đây có 3 bộ công tắc để điều khiển. Thì thứ nhất thì công tắc sẽ điều khiển hai bảng điều khiển nhiệt độ trên và dưới. Thứ hai là để điều chỉnh thời gian và báo thời gian cho mình biết. Thứ ba là đèn. Thì trước tiên muốn bỏ thực phẩm vào thì tùy theo nhiệt độ mà mình điều chỉnh thì chúng ta sẽ bật nút điều chỉnh nhiệt độ lên. Thì trước tiên là nút sẽ ở số 0. Thì tùy vào thực phẩm mà nhiệt độ mình nấu chín thì mình sẽ bật tới nhiệt độ đó. Đây mình bật tầm 100 thì nhiệt độ từ từ sẽ nóng dần lên 100 độ. Thì bắt đầu mình đúng 100 độ thì mình sẽ tắt công tắc này đi rồi bỏ thực phẩm vào. Khi đó lò nướng đã được nóng sẵn rồi thì thực phẩm sẽ nhanh chín hơn. Thứ hai là công tắc thời gian thì chúng ta tăng giảm đều được. Thì chúng ta điều chỉnh thời gian xong rồi ấn bắt đầu thì nút đèn sẽ chạy, hoặc là tắt thì nút đèn sẽ tắt. Thì thời gian này chạy giảm xuống, hết thời gian thì máy sẽ báo biết cho mình biết. Nút thứ ba là đèn. Đây, sáng là màu nước. Bảng điều khiển nhiệt độ tầm 95 độ thì nhiệt độ sẽ hết. Tới nhiệt độ sẽ không tiếp tục đun nóng nữa.